Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại thành phố Huế, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh Chủ tịch nước Lê Đức Anh, ngày 1 tháng 12 năm 1920, ngày 1 tháng 12 năm 2020. Dự lễ kỷ niệm có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng. Về phía tỉnh Thừa Thiên Huế có đồng chí Lê Trường Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, cả đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy cùng gia đình, họ tộc của đồng chí Lê Đức Anh. Diễn văn tại lễ kỷ niệm của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ôn lại cuộc đời và sự nghiệp cùng những cống hiến to lớn của nguyên Chủ tịch nước Đại tướng Lê Đức Anh. Sinh ra trong một gia đình có truyền thống yêu nước tại làng Trường Hà, Phủ Vang, nhưng nguyên quán xã Lộc An, huyện Phú Lộc. Tuổi thơ chứng kiến cảnh người dân quê mình sống cơ cực dưới ách áp bức cai trị của thực dân phong kiến, đã hung đúc trong ông lòng yêu nước và tinh thần đấu tranh cách mạng với tâm niệm làm một điều gì đó đang thay đổi cuộc sống lầm than. Từ nguyên dẫn thân theo con đường cách mạng, bước vào hành trình đầy chông gai, thử thách, hy sinh. Nhưng cũng chính những năm tháng tuổi trẻ hoạt động cách mạng với biết bao khó khăn, thử thách đã tôi rèn đồng chí Lê Đức Anh trở thành người cộng sản kiên cường, suốt đời chiến đấu, hy sinh vì lý tưởng cách mạng của Đảng, vì hạnh phúc của nhân dân. Ông được Đảng và Nhà nước tin tưởng giao phó nhiều vị trí lãnh đạo chủ chốt, trong đó có tham mưu trưởng Quân giải phóng miền Nam, Phó Tư lệnh Chiến dịch Hồ Chí Minh, Tư lệnh Bộ đội Quân tình nguyện Việt Nam tại Campuchia, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 9, đồng chí được bầu làm Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Hoạt động ở nhiều cương vị khác nhau, nhưng ở đâu, thực hiện nhiệm vụ nào, ông cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Huân chương Sao Vàng, huân chương Chiến công hạng nhất, huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cùng nhiều huân huy chương cao quý khác của Việt Nam và quốc tế chính là sự ghi nhận những đóng góp của một vị tướng tài ba, quả cảm, một nhà lãnh đạo xuất sắc, một nhân cách đức độ, gần gũi với nhân dân. Cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của đồng chí Lê Đức Anh là cuộc đời và sự nghiệp của một nhà lãnh đạo quyết đoán, có tư duy nhạy bén, sắc sảo, có tầm nhìn xa trông rộng, một nhà lãnh đạo chiến lược nhưng rất sát sao, cụ thể, nghiêm khắc trong công việc, nhưng rất gần gũi, chân tình trong cuộc sống, quyết đoán trong hạ đạt mệnh lệnh, nhưng là rất khiêm tốn, lắng nghe, ghi nhận ý kiến chính đáng của cán bộ, chiến sĩ. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng nhận mạnh, cuộc đời và sự nghiệp cùng những đúc rút tâm huyết của nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh cũng là những bài học sâu sắc cho mọi người, đặc biệt là thế hệ trẻ hôm nay. Không ngừng nâng cao tri thức về mọi mặt, rèn luyện bản lĩnh cách mạng, giảm nghĩ, giảm làm, giảm chịu trách nhiệm, đặt lợi ích quốc gia, vận mệnh của dân tộc lên trên hết.